con đường chân lý cho cả dân tộc. Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời. Mùa xuân năm 1931, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. 85 mùa xuân vinh quang của đoàn, lớp lớp đoàn viên thanh niên đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội. Chúng ta mãi khắc ghi hình ảnh người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên Võ Thị Sáu, cái chết cao cả và tấm gương đã đấu tranh kiên cường anh dũng với câu nói nổi tiếng của chị: đả đảo thực dân Pháp, Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm, sẽ là ngọn lửa bất diệt cháy mãi trong lòng các thế hệ thanh niên Việt Nam.